Xin mời quý vị khán giả cùng đến với phần điểm tin thời sự lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 6. Hàng hóa Việt Nam sắp có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn của châu Âu. Bộ Công Thương vừa tổ chức đoàn xúc tiến thương mại quốc gia gồm khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam đi Pháp và Italia. Tại Italia, thì đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm và làm việc trực tiếp với hai nhà phân phối là Coop và Conad. Đây là hai mạng lưới bán lẻ lớn nhất Italia và chiếm tới 1/3 thị phần bán lẻ tại nước này. Còn tại Pháp, thì đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã làm việc trực tiếp với hai tập đoàn bán lẻ là Casino và Auchan. Đây là hai mạng lưới bán lẻ đã và đang phân phối nhiều mặt hàng Việt Nam, gồm cả nhóm hàng thực phẩm và phi thực phẩm. Các tập đoàn bán lẻ nổi tiếng này đều cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để hàng Việt Nam thâm nhập vào hệ thống siêu thị châu Âu và thế giới. Phòng PA61 Công an tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi vừa phối hợp với huyện Lý Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với công tác bảo vệ an ninh chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Hiện nay, thì nghiệp đoàn nghề cá hai xã An Hải và An Vĩnh đã thành lập và quản lý 27 tổ đoàn kết sản xuất với 82 tàu và hơn 1.300 đoàn viên tham gia. Thời gian qua, thì hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế. Tuy nhiên, tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển, tình trạng tàu cá của Lý Sơn bị phía Trung Quốc bắt giữ, đánh đập ngư dân, cướp lấy tài sản vẫn còn thường xuyên diễn ra. Qua nghiên cứu điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phương đã thống nhất chọn 15 trên 27 tổ đoàn kết làm điểm để triển khai thực hiện mô hình này. Sau vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn làm 3 người thiệt mạng, thì toàn bộ phương tiện thủy nội địa chở khách qua sông và khách du lịch trên địa bàn 9 tỉnh phía Nam đã được tổ chức kiểm tra đồng loạt. Tại thành phố Hồ Chí Minh trên sông Sài Gòn, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ phương tiện thủy nội địa chở khách sang sông, chở khách du lịch tham quan biển đảo. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các tàu chở khách du lịch. Hầu hết các chủ tàu đều tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa, các quy định về an toàn phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, sử dụng áo phao, đặc biệt là yêu cầu hành khách tuân thủ mặc áo phao khi xuống tàu. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ có diễn biến mới khi rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Obama đã chính thức lên tiếng ủng hộ bà Hillary Clinton làm đại diện Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuyên bố trên của Tổng thống Obama được đưa ra sau cuộc gặp Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đối thủ duy nhất còn lại của bà Hillary trong cuộc đua giành quyền đại diện cho Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống. Về phía ông Sanders, trước đó 2 ngày, thì ông Sanders vẫn cứng rắn tuyên bố chiến đấu với bà Hillary, theo đuổi cuộc đua tới cùng, dù việc bà Hillary trở thành đại diện của Đảng Dân Chủ là gần như không thể đảo ngược. Tuy nhiên, thì ông Bernie Sanders đã dịu giọng hơn sau cuộc gặp với Tổng thống Obama. Đêm qua theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên Hợp Quốc đã diễn ra phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm dẫn đầu cũng đã tham gia hội nghị này. Tại phiên họp, các nước thành viên đã thông qua tuyên bố chính trị đẩy nhanh nỗ lực, hành động nhằm hoàn tất mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030. Là một quốc gia đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc phòng chống đại dịch AIDS, Việt Nam đã có tiếng nói quan trọng tại hội nghị. Theo đó, Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ cùng với các quốc gia chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030, đóng góp tích cực vào các cuộc thảo luận của Liên Hợp Quốc nhằm tìm giải pháp phòng chống HIV/AIDS, cũng như thúc đẩy hợp tác, sự hỗ trợ của các quốc gia đối với chương trình phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, ngày hôm qua cho biết chính phủ Syria đã cho phép các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tiếp cận tất cả là 19 khu vực bị vây hãm ở nước này từ nay cho đến cuối tháng 6 này. Tuy nhiên, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cũng cảnh báo rằng sự chấp thuận như vậy không có nghĩa là hàng viện trợ chắc chắn sẽ được phân phát. Ngoài ra, ông Staffan de Mistura cũng cho biết Liên Hợp Quốc sẽ không tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ 3 về Syria ở Geneva cho đến khi giới chức các bên nhất trí về những chi tiết của một thỏa thuận chuyển giao chính trị với thời hạn chót là ngày 1 tháng 8. Thủ đô La Habana của Cuba đã ghi thêm tên mình vào danh sách 7 kỳ quan thế giới do tổ chức 7 kỳ quan mới của Thụy Sĩ bình chọn. Để có thể ghi tên vào danh sách này, thì thủ đô La Habana đã phải trải qua quá trình bình chọn của người dân trên toàn cầu trong suốt 2 năm từ hơn 1.200 thành phố được đề cử trên khắp thế giới. La Habana có lịch sử gần 500 năm tồn tại và phát triển, luôn là điểm đến lý tưởng của các khách du lịch. Việc được vinh danh là kỳ quan của thế giới được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của đảo quốc xinh đẹp này. Phần điểm tin sáng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.